Theo tin của CNN, một thẩm phán tòa liên bang ra phán quyết bác bỏ phần lớn đơn kiện của chính phủ Trump nhằm chặn thi hành các luật di trú ở tiểu bang California, tạo thất bại cho nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ chống lại chính sách về thành phố an toàn cho di dân trên khắp nước Mỹ. Thẩm phán John Mendez, người được tổng thống George W. Bush bổ nhiệm trước đây, bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp là ngừng thi hành các luật đưa ra ở tiểu bang California vào năm 2017 theo đó cấm các cơ quan công lực tiểu bang chia sẻ tin tức liên quan tới việc thả tù nhân thuộc giới di dân bất hợp pháp và không chuyển giao những người này vào nhà tù liên bang thẩm phán Mendez cũng cho phép tiểu bang thanh tra tình hình bên trong các nơi giam giữ di dân bất hợp pháp ngoài ra thì không cấm khi tham luật lao động mới của tiểu bang California theo đó đòi hỏi chủ của các công ty tư nhân phải thông báo trước cho nhân viên nếu có nhân viên cơ quan di trú đến thăm xét. Tuy nhiên, thì ông Mendez cũng ngăn không cho California thi hành các điều khoản khác trong luật mới, như là cấm không cho các chủ công ty tư nhân được tự ý cho phép nhân viên di trú vào các khu vực riêng của công ty. Cả hai phía chính quyền tiểu bang California và liên bang đều cho rằng mình đạt được thắng lợi trong phán quyết này.